Hàng ngày các bé phải tiếp xúc với rất nhiều loại đồ chơi, nguy cơ nhiễm vi khuẩn từ các loại đồ chơi có nguồn gốc từ nhựa, bông, vải là rất cao. Một số loại vi khuẩn trong đồ chơi có thể làm hại đến hệ hô hấp, gây các bệnh về đường hô hấp và có những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ. Làm sao để có thể làm sạch các dụng cụ và đồ chơi của trẻ mà vẫn đảm bảo an toàn? Nhúng đồ chơi vào nước đun sôi. Chỉ áp dụng cho các loại đồ chơi chịu nhiệt tốt và không phải là đồ chơi điện tử, dùng pin hay dễ bị bay màu, biến dạng bởi nước nóng. Đây là cách diệt trùng khá hiệu quả. Sau khi nhúng nước sôi, nên lau khô đồ chơi và để ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sử dụng giấm. Trộn 3,5 đến 4 lít nước với 1/2 cốc giấm trắng, rồi cho đồ chơi vào ngâm trong vòng 1 giờ. Có thể kỳ cọ đồ chơi để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu. Sau khi ngâm, vớt đồ chơi ra ngoài và rửa lại bằng nước thường để loại bỏ mùi giấm rồi lau khô. Sử dụng máy giặt. Một giải pháp đơn giản để loại bỏ nấm mốc khỏi đồ chơi của bé yêu là giặt chúng trong máy giặt hoặc máy rửa bát đĩa. Sử dụng cho đồ chơi bằng vải hoặc silicone. Sử dụng hydrogen peroxide. Pha 2 phần nước với 1 phần hydrogen peroxide vào trong bình xịt phun xương. Có thể ngâm hoặc phun hỗn hợp này vào đồ chơi để khử trùng. Sau đó rửa lại với nước rồi phơi khô. Sử dụng nước ion từ trường VQ. Xịt trực tiếp nước ion từ trường VQ lên bề mặt dụng cụ đồ chơi của bé. Lấy tay xoa đều để dung dịch ngấm đều. Sau đó ngâm để 4 đến 5 phút rồi rửa lại với nước sạch. Với thành phần 100% từ thiên nhiên, ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Hoa Kỳ và Nhật Bản, sản phẩm nước ion từ trường VQ giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu, khử sạch hoàn toàn vi khuẩn và mùi hôi trên đồ chơi của bé. Loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và các mảm bám sữa trên bình sữa, an toàn cho sức khỏe của bé.